chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác sự thật tuyệt vời. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trời ban lộc lớn, gặp thời phất mạnh, thoát khỏi tai ương, trả sạch nợ nần, cực giàu có. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, cuộc sống luôn không dễ dàng, vô vàn thử thách chông gai, muôn trùng khó khăn mỏi mệt. Sẽ có lắm lúc tiền ta không có mà tình ta cũng không một người ở bên. Sẽ có lắm lúc ta hoài nghi về nhân sinh, chán nản nhìn phía trước. Sẽ có lắm lúc ta như ở đáy sâu của dòng đời trôi nổi, ngày mai thả hồn đi lạc lối. Gặp khó rồi chán nản là tâm lý thường thấy của con người. Bước sang tháng mới, ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, công việc thuận lợi, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, cuộc sống ấm no, tình duyên, gia đạo hạnh phúc, không ốm đau bệnh tật gì. Tuy không được giàu có về tiền bạc, vật chất như bao người, thì cũng dư giả đủ đầy. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, người xưa có câu, gieo dưa thì gặt dưa, gieo đậu thì gặt đậu. Của cải không phải là thứ có thể ép buộc, mà là thứ bạn chỉ có thể gieo bằng cách tích lũy đức hạnh của chính mình. Mọi người đều yêu tiền nhưng không biết nó đến từ đâu. Trên thực tế, sự giàu có nằm trong số mệnh của chúng ta. Nếu bạn sống đức hạnh, bạn sẽ được ban phúc ở bất cứ nơi nào bạn đến. Việc biết được số mệnh và xoay chuyển bằng việc phúc đức ở đây không nhiều nhưng cũng chẳng phải hiếm. Trong video ngày hôm nay, quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu vận số của con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, từ đó nắm rõ mệnh số để thay đổi cuộc đời của mình nhé. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 hay còn gọi là báo hiệu chi kê, tức là gà gáy, ngũ hành thổ, đại trạch thổ, đất nhà lớn, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, quan lộc, xương con gà, tướng tinh con thỏ. Kỷ Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Kỷ Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh. Tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ, điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Kỷ Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình, tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác, khiến Kỷ Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành quả mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Kỷ Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn, họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành quả lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Kỷ Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành quả cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Kỷ Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Kỷ Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài, họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành. Tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không? Thế nhưng trong thâm tâm họ, vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Kỷ Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Kỷ Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Kỷ Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức, đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Kỷ Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Kỷ Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Kỷ Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác, nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau. Có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Kỷ Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc,
Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Kỷ Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo giác nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Kỷ Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt, nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau. Kỷ Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Kỷ Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Kỷ Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Kỷ Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Kỷ Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây đi đó. Họ ghét cãi giả, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi giả có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa. Trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Kỷ Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy thiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Luận giải Tử Vi thấy rằng, tuổi Kỷ Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi, chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu, quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn, công danh của Kỷ Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang, quyền quý. Nam mệnh tuổi Kỷ Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy, rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Kỷ Dậu sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm. Thậm chí, cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc cho gia đình. Được biết cuộc sống hồi bé cơ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, đến lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, lam lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện nên trong thời gian sắp tới này, mệnh chủ được ơn trên ban lộc, phước đức đầy tay, mọi khó khăn, vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, mười phân vẹn mười. Sau đây là phần luận giải vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Thời điểm này, con giáp tuổi Kỷ Dậu không đủ may mắn, vì thế dù kiếm được đồng tiền nào thì bạn cũng trân trọng, vì đó là công sức lao động của bạn. Chớ vì đôi lúc buồn tuổi mà mua sắm thiếu kiểm soát, sẽ gây ra những hậu quả như thiếu tiền.
hay phải mượn nợ người khác, những cám dỗ mua sắm luôn thường trực. Vì thế mà bạn cần phải tự đánh lạc hướng bản thân mình bằng việc dành hầu hết thời gian cho công việc hoặc dọn dẹp nhà cửa. Nếu để quá nhiều thời gian trống, bạn lại càng có xu hướng lên mạng mua sắm online. Thời điểm này, bản mệnh cũng nên tránh xa tất cả những trò may rủi như cá cược, lô đề ngay lập tức. Nếu không, một khi xa chân vào thì khó rút ra. Thêm nữa là bạn có thể xa vào những cái bẫy lớn, mất thêm nhiều tiền của trong tương lai. Nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn thì ngay lúc này bạn phải khai thác năng lực của mình, xem có thể dùng nó để kiếm tiền trong lĩnh vực gì. Sau đó lên kế hoạch và thực sự bắt tay vào hành động. Nếu cứ ngồi đó chờ vận may sẽ khiến bạn nhanh chán nản và cảm thấy bế tắc hơn. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu có quan đới trợ mệnh cho thấy tuổi Kỷ Dậu rất chăm chỉ, nỗ lực trong công việc. Bạn sẵn sàng tính toán trước sau để không gây ra sự bất lợi hay khó chịu nào cho những ai liên quan. Tuy nhiên, công việc có vẻ vẫn tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, thậm chí bắt đầu có những thành quả khá tốt. Tuy nhiên, bạn nên đối mặt với sự thật rằng không phải ai cũng công nhận năng lực của bạn, nhất là những kẻ luôn ghen tị trước thành công của bạn. Vì thế, bạn đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người làm gì. Ở thời điểm này, thiên quan dự báo một số vấn đề khó đoán, thậm chí đẩy bạn vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bạn nên yêu cầu những người mà bạn luôn tôn trọng, những người có kinh nghiệm cho bạn lời khuyên. Tam bích bay về cung Đông Bắc nên nhiều người tuổi Kỷ Dậu tiếp tục bị những rắc rối, thị phi bao dây, chủ yếu phát sinh ở nơi làm việc, nhất là những ai làm trong cơ quan nhà nước, cạnh tranh mạnh càng nhiều những phức tạp. Khi bạn hiểu rõ năng lực của mình rồi thì đừng quá mong chờ những lời khen của người khác. Nhớ rằng bạn thông minh, xuất sắc hay không sẽ không dựa vào việc ai đó đánh giá. Cứ giữ trọn đam mê của mình với công việc, quá trình đó cũng là lúc bạn giúp được rất nhiều người, và đó mới là điều bạn nên nghĩ tới nhiều nhất. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, vì quá say mê công việc nên đôi lúc tuổi Kỷ Dậu ăn không đúng bữa, thường xuyên thức khuya. Bản mệnh tưởng rằng mình không mệt, nhưng cơ thể của bạn đang bắt đầu đình công mà bạn không để ý. Sức khỏe của con giáp tuổi Kỷ Dậu đang sa sút từng chút một theo thời gian, nhưng bạn không hề hay biết. Đừng đợi đến khi đổ bệnh mới cảm thấy hối hận. Lúc này, bạn nên thay đổi lịch sinh hoạt để giữ gìn, chăm sóc bản thân thật tốt. Cách ăn uống ảnh hưởng khá nhiều tới tình hình sức khỏe của bản mệnh thời gian này. Hãy nhớ rằng thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe. Chú ý ưu tiên thức ăn ấm chín, mềm và nhạt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu cho thấy, ngũ hành tương sinh mang tới tín hiệu tích cực trong chuyện tình cảm gia đình của con giáp tuổi Kỷ Dậu. Những căng thẳng của các gia đình lúc này hoàn toàn được hóa giải. Hơn nữa, khi hiểu rõ những tác nhân dẫn đến những hành động, lời nói vô lý của người thân, thì bạn cũng nên dễ thông cảm hơn. Khi bạn biết nói những câu an ủi, thì một nửa của bạn cũng cảm thấy ấm áp và tin tưởng hơn tình cảm của gia đình. Tiếp theo là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày một từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tử vi từ ngày mùng 8 đến 11 tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tử vi trong 4 ngày này của tuổi Kỷ Dậu cho thấy bản mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc. Nếu hiện tại bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn thì đây là cơ hội của bạn rồi đấy. Nguyệt lệnh lâm đất mộ chủ về an hưởng hạnh phúc cho thấy, những ai làm công việc gia tăng lợi ích cho người khác càng có lợi. Thứ bạn nhận về không chỉ là tiền bạc mà còn là niềm vui của chính mình và của mọi người xung quanh. Thời điểm này cực kỳ thuận lợi cho những con giáp đam mê nghiên cứu hướng nội. Họ gây dựng được sự uy tín nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và chắc chắn, nên người khác cảm thấy hài lòng khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn. Tuy nhiên, đừng quá đặt công việc lên trên tình cảm. Tam hội xuất hiện cho thấy đây là thời điểm tuyệt vời để gia tăng sự gắn kết với mọi người. Nếu có thể, bản mệnh hãy mạnh dạn đề ra những ý kiến mà bạn cảm thấy có ích cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp âm lịch cho thấy ngũ hành tương sinh hứa hẹn thời gian này cũng sẽ là lúc mang lại cho con giáp tuổi Kỷ Dậu vô vàn những ý tưởng kinh doanh độc đáo. Nhưng hãy cẩn thận xem xét tài chính trước khi bắt đầu việc. Nếu cứ cho rằng bản thân luôn đúng sẽ khiến bạn trải qua cảm giác thất vọng và bị tổn thương. Tỷ Kiên nhắc nhở bạn đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người. Điều này nằm ngoài khả năng của bạn. Trong mọi việc, bạn có thể đưa ra ý kiến nhưng đừng tham vọng rằng ai cũng phải lắng nghe và làm theo. Dù sao họ cũng đang tham khảo ý kiến và quyết định cuối cùng là ở họ mà thôi. Bên cạnh đó, không ít người ghen tị với thành công của bạn nên bắt đầu đặt điều nói xấu. Họ thậm chí xoáy sâu vào những lỗi lầm trong quá khứ nhằm tìm cách hạ bệ hoặc trục lợi. Thế cho nên người tuổi Kỷ Dậu hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó phù hợp với tình huống như thế. Tả phù giúp đỡ người tuổi Kỷ Dậu chống đỡ lại các hung tinh, nên vận trình tài lộc của con giáp tuổi Kỷ Dậu đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với các tuần trước đây. Bạn không chỉ thoát khỏi tình trạng khó khăn mà còn dư dả với các kế hoạch tiết kiệm đầu tư tiền khôn ngoan. Thành quả lao động của người tuổi Kỷ Dậu trong thời gian vừa qua đã bắt đầu đổ về trong thời điểm này. Cử tử bay về phương Đông Bắc, hứa hẹn bản mệnh sẽ có cơ hội đón nhận vận may tiền bạc đến với mình. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy tay. Sự thật là con giáp tuổi Kỷ Dậu rất chăm chỉ trong việc kiếm thu nhập mới trong suốt những năm qua, và bây giờ bạn mới biết đâu là hướng đi phù hợp và tốt hơn cho mình. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn. Có thể nói, thời của bạn đã thực sự tới, do đó hãy tận dụng nó thật hiệu quả. Nếu ai đó muốn thành lập công ty để nhân sức lao động lên gấp nhiều lần, thì nên học thêm cả về quản lý để tránh tình trạng thất thoát tiền bạc. Thiên Cẩu hung tinh dự báo về mối họa liên quan đến thị phi không chỉ khiến con giáp tuổi Kỷ Dậu mất ngủ để xử lý việc này mà còn gây hại cho sức khỏe. Tử vi trong thời điểm này khuyên bản mệnh cần biết loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhất là trước khi đi ngủ thì hãy hoàn toàn thả lỏng, tin rằng ngày mai bạn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết. Tử vi 4 ngày này của tuổi Kỷ Dậu cho thấy vì kết quả công việc tốt hơn thì bạn càng cảm thấy say mê và dễ bị cuốn theo đó. Thế nên thời điểm này nhắc nhở con giáp tuổi Kỷ Dậu, bản mệnh nên dành thêm thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Nếu bạn biết cách liên tục sạc lại năng lượng như thế, thì đảm bảo đầu óc tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh để duy trì phong độ của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Tử vi từ ngày 12 đến ngày rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Trong 4 ngày này, với người tuổi Kỷ Dậu về cơ bản là thời điểm thích hợp để bạn án binh bất động. Hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp đến là lập tức hành động. Công việc nhìn chung vẫn có khó khăn và thuận lợi đan xen. Bản mệnh có cơ hội hợp tác làm ăn, tưởng như mọi thứ đều suôn sẻ thì bỗng gặp trục trặc nửa chừng. Nhất là khi giận tiểu nhân trong tuần rất dượng, những kẻ ghen ghét có thể sẽ cố tình gây ra những sự cố, khiến cho con giáp này mất nhiều thời gian để giải quyết triệt để. Mọi việc lỡ dở, tốn công tốn sức khắc phục. Nhưng thành công vốn không dễ dàng và người dễ dàng bỏ cuộc sẽ không bao giờ chạm tới đích. Vì thế làm gì cũng cần có đầu có cuối, kiên trì tới cùng mới có được thành quả xứng đáng. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng cho thấy con giáp này biết mình cần phải làm gì để đạt được những mục tiêu muốn có. Nhờ có lý trí dẫn đường, lại thêm sự nỗ lực hết mình của tuổi Kỷ Dậu, thì bạn cuối cùng cũng sẽ được như ý mà thôi. Tài vận trong 4 ngày này có hiện tượng phá tài, mất mát tiền của hoặc phải dùng tiền vì người khác. Chi tiêu trong thời điểm này cũng phát sinh nhiều khoản bất ngờ, bạn cần giữ tính chu đáo, tránh rơi vào cảnh phải vay mượn để cầm cự qua ngày. Vì thời điểm này được dân gian quan niệm là tháng cô hồn, các hoạt động cầu tài nên tiến hành ở mức vừa phải, đừng làm quá lớn kiểu thất bại. Tử vi hàng ngày cho thấy, bên cạnh những thuận lợi trong công việc thì người tuổi Kỷ Dậu vẫn phải đương đầu với không ít khó khăn trong những ngày này. Hung cát đan xen, vận trình lên xuống bấp bênh là một thử thách không nhỏ với con giáp này. Thời điểm này, bạn luôn phải tỉnh táo để nắm chắc cơ hội khi nó đến cũng như giải quyết được những trắc trở bất ngờ. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, nhìn chung đây là một thời điểm hợp tỉnh hơn động. Bạn nên án binh bất động, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp đến là lập tức hành động. Con đường công danh có sao tả phù chiếu mệnh, báo hiệu công việc tiến triển thuận lợi, nhìn thấy nhiều cơ hội thăng tiến. Bản mệnh có cơ hội hợp tác làm ăn, song khi mà tưởng chừng như mọi thứ đều suôn sẻ thì bỗng gặp trục trặc nửa chừng.
Sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh hàm ý giận tiểu nhân trong những ngày này rất dượng, họa thị phi khó tránh. Đây chính là nguồn cơn gây nên những trục trặc trong tuần mới với tuổi Kỷ Dậu. Tiểu nhân khiến mức độ cạnh tranh trong công việc tăng cao. Những kẻ ghen ghét có thể sẽ cố tình gây ra những sự cố, khiến cho con giáp này mất nhiều thời gian để giải quyết triệt để mọi việc, đỡ dở, tốn công tốn sức khắc phục. Song bạn cũng không nên vì thế mà quá lo lắng. Trong những ngày này có tả phù các tinh trợ lực, giúp bản mệnh được quý nhân phù trợ. Gặp tình huống cấp bách thì có người ứng cứu kịp thời. Vì thế làm gì cũng cần có đầu có cuối, cứ kiên trì tới cùng mới có được thành quả xứng đáng. Vì luôn để lý trí dẫn đường, lại thêm sự nỗ lực hết mình thì bạn cuối cùng cũng sẽ được như ý mà thôi. Đồng nghiệp và cấp trên cũng phải thừa nhận những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra và có thể sẽ đưa ra sự trợ giúp khi bạn cần. Xem phi tinh tuần cho thấy, các tinh lục bạch chủ về tài lộc, chức vụ, bay về phương chính nam của ngôi nhà, phòng khách, phòng làm việc. Đây được xem là phương vị các lợi. Bạn có thể đặt quả cầu phong thủy ở khu vực này để dễ dàng thu hút năng lượng tích cực, thúc đẩy công việc thêm thuận lợi. Trong 4 ngày này, người tuổi Kỷ Dậu gặp kiếp tài. Đây là điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh dễ gặp họa phá tài. Tiền bạc kiếm được cũng không giữ được trong tay, nếu không thì cũng là phải móc tiền túi ra giải quyết hậu quả của người khác. Lại thêm họa tiểu nhân quấy phá, luôn đợi lúc bạn sơ hở để tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt những gì bạn đang có. Thế nên bản mệnh cần tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ xã giao. Không phải ai tươi cười với mình thì cũng thật lòng tốt với mình. Hãy luôn sáng suốt để nhìn ra mục đích thật sự của đối phương. Ngoài ra, thời điểm này bản mệnh cũng không được lơ là trong việc chi tiêu. Có thể trước đó bạn kiếm được khoản tiền kha khá đấy, nhưng việc chi quá nhiều lại dự báo những vấn đề đáng lo cho tài chính tương lai của bản mệnh. Nếu có thể bạn hãy lên kế hoạch trước cho việc thu chi, để từng đồng tiền của bạn được sử dụng vào việc ý nghĩa, hạn chế việc mua trước trả tiền sau, kẻo bạn rơi vào dòng luẩn quẩn. Thời điểm này được dân gian quan niệm là tháng cô hồn, các hoạt động cầu tài nên tiến hành ở mức vừa phải, đừng làm quá lớn kiều thất bại, nguyệt lệnh lâm dưỡng. Thời điểm này bạn vẫn nên tích lũy hơn là dùng tiền để đầu tư hay kinh doanh, cuối thời điểm này, bản mệnh cẩn trọng kẻo bị mất trộm tiền của. Một điểm sáng trong thời điểm với con giáp này là đến từ chuyện tình cảm của bản mệnh. Gia đạo yên ấm, vợ chồng đồng lòng thì không có khó khăn nào có thể phá hoại hạnh phúc mà cả hai vun vén. Sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu nhìn chung vẫn bình ổn. Nếu bạn tiếp tục cân bằng được trạng thái tâm lý, giữ tinh thần thoải mái thì một số triệu chứng khó chịu như đau đầu, mệt mỏi, ngủ không sâu giấc sẽ nhanh biến mất. Ngoài ra, dù bạn bận đến đâu cũng đừng quên việc tập luyện thể thao thường xuyên để cân bằng và duy trì sức khỏe ổn định. Có như vậy mới tăng cường sức đề kháng và rất có hiệu quả trong việc kiểm soát cân nặng tốt, tránh tình trạng tăng cân, tích mỡ do cơ thể ít hoạt động. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xuôi chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy, để tối ưu hóa luồng năng lượng và cuối cùng, một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn. Đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh ra giận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực, cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy,
việc lựa chọn hương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt hương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất, còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.